đây các bạn, đây là chiếc mini nhật có đề nữa các bạn nhé. Đây các bác thấy không, một làn sương khói trắng bay theo gió coi như là mù mịt luôn. Đấy, em giới thiệu qua chiếc này. Đấy. Đây là một chiếc Kawasaki B1 sản xuất năm 1969. Cái găng ti hơi thấp cho nên là cũng hơi bất tiện các bạn. Đây là chiếc Kawasaki B1 động cơ 125cc. Chức năng vẫn đầy đủ. Chỉ tội là không có giấy tờ. Chúng ta ở đây chúng ta sử dụng cái động cơ Kawasaki. Không khác gì một chiếc xe xã hội chủ nghĩa giống như chiếc Vinfast. Nhưng mà chúng ta ở đây chúng ta là có gì? Chúng ta có cái cụm phần pha nhớt chế hỏa khí hoàn toàn ở bên trong cái phần hộp số này. Thì chúng ta cái xe này chúng ta được trang bị là 4 số tiến. Xin lỗi các bác là em hơi nhiễm ATV một tí. Cái xe này có 4 số. Pha nhớt tự động. Đây. Hộp nhớt đây. Đây là Kawasaki B1. Hộp nhớt đây. Rồi là xăng xuống. Pha nhớt tự động. Pha nhớt tự động. Tại vì xe mới này em sợ cái hệ thống bơm nhớt của hắn có vấn đề cho nên em cho hơi nhiều nhớt cho nên là nó mới khó như thế này. Pha nhớt tự động. Chế hỏa khí ở trong máy này. Hút đây là bầu lọc gió này, hút gió, pha gió ở trong này. Có cả đề. Đấy. Xe thì chưa thèm rửa luôn các bạn. Đây là tên của nó là Kawasaki B1. Này, chức năng đèn đóm này. Có đề nha các bạn nhé. Có đề đấy. Đèn còi đấy. Xi nhan. Đầy đủ. Cái xe này sản xuất năm 1969. Bây giờ bán thì chắc là sắt vụn, tính theo cân. Đang nào quan tâm liên hệ với Hoàng Thông. Ok, thank you các bác.